Sự tin yêu của nông dân đã giúp chúng tôi xây dựng nên một tập đoàn lộc trời hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh theo chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, là hiện thân cho sự khát vọng và sự sáng tạo của nông dân Việt Nam. Cùng chung khát vọng đó, lộc trời hiểu rằng khởi đầu cho những niềm hy vọng vào một vụ mùa bội thu là khi những hạt giống nảy mầm. Thấu hiểu sự kỳ vọng của người nông dân Việt vào những hạt giống chất lượng cho sự khởi đầu mùa vụ mới, chúng tôi luôn mong muốn tạo ra nhiều nguồn giống chất lượng cao. Năm 1996, Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang, nay là Tập đoàn Lộc Trời, đã tiếp nhận trung tâm giống của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, từ đó thành lập nên trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống. Hiện nay, Tập đoàn Lộc Trời đang sở hữu và vận hành các trung tâm nghiên cứu quy mô tầm cỡ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương với đội ngũ những nhà khoa học tài năng và tâm huyết. Chúng tôi đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong công tác nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh hạt giống chất lượng cao tại Việt Nam. Sau hơn 20 năm phát triển, Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất giống trụ sở tại Bình Đức, Long Xuyên, An Giang đã và đang tạo ra nhiều sản phẩm hạt giống chất lượng cao. Đặc biệt, phòng thử nghiệm giống cây trồng nông nghiệp thuộc Trung tâm Quản lý Chất lượng Sản phẩm là đơn vị đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long được Cục Trồng trọt công nhận vào năm 2006. 6 nhà máy sản xuất hạt giống trực thuộc gồm các nhà máy Định Thành, Tà Đảnh, Lương An Trà, Tân Hồng, Đồng Cát, Gò Dầu và một nhà máy sản xuất hạt giống Hưng Yên ở miền Bắc. Đối với sản phẩm lúa giống, công ty đã và đang sản xuất các cấp giống từ siêu nguyên chủng đến nguyên chủng và xác nhận một. Việc sản xuất phải được thực hiện qua nhiều bước, nhiều công đoạn với sự tham gia giám sát của nhiều bộ phận liên quan nhằm đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng trong quá trình sản xuất. Ruộng sản xuất giống phải đạt yêu cầu về độ phì nhiêu, đầy đủ ánh sáng, chủ động tưới tiêu, chú trọng khâu làm đất và áp dụng phương pháp cấy. Đặc biệt, trong quá trình khử lẫn là khâu bắt buộc để đảm bảo hạt giống đạt tiêu chuẩn quy định. Tại Lộc Trời, quá trình này được thực hiện ít nhất 3 lần một vụ. Lúa giống trước khi thu hoạch về nhà máy đều được kiểm định về độ thuần và cỏ dại nguy hại tại ruộng sản xuất. Với những ruộng đạt yêu cầu chất lượng sẽ tiến hành thu hoạch. Toàn bộ quá trình từ thu hoạch đến công đoạn làm khô không vượt quá 24 giờ. Hạt giống được sấy khô theo quy trình được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo ẩm độ hạt đồng đều tối ưu cho việc duy trì và gia tăng sức sống hạt. Chất lượng hạt giống trong nhà máy được duy trì nhờ bảo quản trong bao Jumbo và quản lý theo mã số lô giống. Toàn bộ lô giống phải trải qua nhiều khâu phân tích kiểm tra chất lượng, từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra trước khi đưa ra thị trường. Qua các lần kiểm tra, những lô hạt giống đạt yêu cầu sẽ được lưu trữ thông tin, bảo quản tại hệ thống các kho chứa, thường xuyên được theo dõi kiểm tra chất lượng định kỳ, đảm bảo hạt giống đạt các yêu cầu về độ sạch, tỷ lệ nảy mầm, ẩm độ, tỷ lệ hạt khác giống và cỏ dại theo quy định. Lộc Trời hiện đang sản xuất và kinh doanh rất nhiều giống lúa chất lượng cao, được thị trường tin dùng, năng suất cao và phẩm chất tốt. Đặc biệt là các giống bản quyền OM5451, OM18, OM9577. Các giống lúa do chính Lộc Trời nghiên cứu và sản xuất, Lộc Trời 1, Lộc Trời 2, Lộc Trời 3, Lộc Trời 4, Lộc Trời 5. Các giống cộng đồng gồm OM4900, Jasmine 85, IR50404, OM6976, OM7347. Bên cạnh đó, Lộc Trời đang cùng với nhiều đối tác chiến lược cung cấp cho người nông dân Việt những giống bắp lai và rau màu tốt nhất. Bên cạnh các nhà máy sản xuất giống với diện tích đất sản xuất hơn 500 hectare, Lộc Trời còn hợp tác sản xuất lúa giống trên 10.000 hectare. Quá trình này luôn có các kỹ sư ba cùng sát cánh với bà con nông dân, kiểm soát quá trình canh tác khép kín để đảm bảo năng suất và chất lượng cao nhất cho mỗi mùa vụ. Hàng năm, Lộc Trời phối hợp với vựng lúa đồng bằng sông Cửu Long và Chi cục Bảo vệ Thực vật An Giang tổ chức cho trên 2.000 nông dân tham quan, đánh giá và lựa chọn các giống lúa triển vọng. Việc sở hữu hệ thống nhà máy hiện đại, trong đó có 106 lò sấy và 39 máy chế biến, áp
dụng các công nghệ sấy trụ, sấy đảo chiều và công nghệ chế biến hàng đầu Việt Nam. Hàng năm, ngành giống của Lộc Trời có khả năng cung cấp cho thị trường từ 60.000 đến 80.000 tấn hạt giống lúa, bắp và rau màu các loại. Hệ thống phân phối rộng khắp với hơn 1.000 đại lý toàn quốc và mở rộng sang thị trường Campuchia. Hiện nay, thương hiệu giống Lộc Trời đã được khẳng định vững chắc và chiếm trọn niềm tin trong lòng bà con nông dân mọi miền đất nước. Với đội ngũ những nhà khoa học tâm huyết, một quy trình sản xuất khép kín, một lực lượng ba cùng hùng hậu luôn đồng hành cùng bà con nông dân, một quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, tối ưu và một hệ thống phân phối rộng khắp cả nước. Từng sản phẩm hạt giống chất lượng cao của Lộc Trời đưa ra thị trường đã được sự đón nhận của cả cộng đồng. Với những đóng góp không ngừng, tập đoàn Lộc Trời đã vinh dự đón nhận danh hiệu bạn của nhà nông và đạt top 3 gạo ngon thế giới. Xuất phát từ tình yêu mảnh đất quê hương, xuất phát từ tấm lòng luôn hướng về nông dân, ngành giống của Lộc Trời đã thành công trong việc đưa những mầm non bén đất mạnh mẽ, tự tin đồng hành cùng người nông dân phát triển bền vững, chào đón những vụ mùa bội thu. Tập đoàn Lộc Trời cùng nông dân phát triển bền vững.